Các túi đeo lưng hay túi sách lớn và các thùng đựng đá sẽ không được mang vào khu vực Las Vegas Strip như một biện pháp an ninh được đưa ra trong buổi đốt pháo bông hàng năm vào đêm giao thừa, thường có sự tham gia của hàng trăm ngàn người. Các ủy viên quận Clark County vừa thông qua đạo luật đồng ý rằng đưa ra trong cuộc họp hôm thứ Ba, cấm mang theo cặp đựng giấy tờ, túi đựng máy điện toán và máy chụp hình, hành lý, túi đựng đồ đeo ngang hông, xe đẩy trẻ em và các xe đẩy khác vào khu vực này. Cảnh sát Las Vegas đã ngăn không cho mang các túi lớn vào khu vực sòng bài dọc theo đường Las Vegas Boulevard vào tối ngày 31 tháng 12 năm ngoái, trong một cuộc đốt pháo có khoảng 300.000 người tham gia. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó thừa nhận rằng họ sự thật không có quyền đưa ra các cấm đoán này. Những người vi phạm có thể bị phạt $250 hoặc 30 ngày tù cho lần đầu. Tuy nhiên, giới hữu trách nói sẽ có cảnh cáo trước.